Các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Im lặng của nhà văn Nguyễn Thi, đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội số 12 tháng 12 năm 1957, đăng lại trên trang web vannghequandoi.com.vn ngày 14 tháng 9 năm 2011. Tôi đến đấy vào lúc đã mờ mặt người. Chưa bao giờ tôi gặp ở miền Bắc có những chiều hè dai dẳng, nặng nề như thế. Không khí oi ói, không gợn gió, mây phủ hết lớp này đến lớp khác như một tấm mền bông xám ngoét muốn úp lấy thân người, rơi xuống đầu người. Mây che mất ánh sáng và gói tròn không khí lại. Dưới cái mền bông khổng lồ ấy, những con người ngơ ngác nhìn nhau, lo ngại đến một ngày giông bão đổ vỡ. Tôi đứng lại bờ sông như phải đội cả khoảng trời nặng nề ấy trên đầu. Từng đống cá sắp được đem đi công trường xếp thẳng hàng ngăn trước mặt. Nước tháng 7 cuốn nhanh như chạy trốn, dù những đám bèo bọt, cành cây lũ lượt sợ hãi chạy theo. Bên kia sông, bóng khu nhà quân y viện đen xám lẫn với màu mây. Một hồi kẻng chiều rền rĩ xoáy vào không gian. Miệng tôi như cắn phải một múi chanh, nhăn mặt lại. Bước khỏi cổng ngoài bằng nứa quét vôi của quân y viện, tôi nghĩ ngay đến việc mình đi thăm sai giờ. Ấy thế nhưng tôi cứ bước, cũng như những ý nghĩ lạ lùng cứ thúc đẩy tôi phải đi ngay từ lúc bước chân lên chuyến ô tô cuối cùng về đây. Chị y tá nhìn tôi bằng con mắt tròn trả lời như thương hại. Đồng chí Hải là người miền Nam phải không? Tiếc cho anh quá. Linh tính đã báo cho tôi một việc không hay. Có lẽ anh bạn thân của tôi đã được đem đi nơi khác. Hay là... Chị y tá nói tiếp. Đồng chí Hải mắc bệnh thần kinh nặng. Anh gặp bây giờ cũng như không. Một ngày lên mấy cơn đập phá. Chúng tôi phải để riêng một nơi để phục vụ. Sau khi đã khẩn khoản nhờ chị cho nhìn mặt, tôi đi theo cái bóng áo trắng ấy về mãi gian phòng cuối cùng của quân y viện. Ngọn đèn dầu được vặn to hơn, ánh sáng vàng không đủ chói, nhưng mắt tôi hoa lên. Bạn tôi vừa dứt một cơn điên, không mặc quần áo, đầu ngoẹo sang một bên, nằm lăn trên nền gạch. Người ta phải đắp cho anh một chiếc khăn nhỏ ngang bụng. Hai chân anh phải cột vào hai chiếc còng sắt để tránh sự hủy hoại thân thể lúc lên cơn. Người anh gầy hẳn, vàng sạm đi như nhuộm phải ánh đèn. Tóc anh nham nhở, nhiều nấc, có lẽ người ta phải khó lọc, khó nhọc lắm mới cắt đi được. Tôi cố hình dung lại con người đã sống chung với tôi mấy năm trước. Ngày tập kết, anh còn đi chung chuyến tàu, hay đùa cợt, dám vật nhau cả với những thân hình to lớn của các đồng chí bạn. Con mắt nụ cười của anh bao giờ cũng đến trước với mọi người. Mỗi lần bắt tay, ai cũng phải nhăn mặt lại. Anh hay nháy mắt, giơ bộ ngực nở nang của mình ra để xin lỗi và thường gồng lên để thách phụ nữ đấm vào đến đau tay thì thôi. Ngày chia tay ở Sầm Sơn, anh còn chạy theo cả trăm thước, cắn vào bả vai tôi một cái chảy máu, bảo rằng kỷ niệm để nhớ lâu. 3 năm rồi, bây giờ mới lại gặp anh ở căn phòng nhỏ hẹp này. Mùi lá gồi mới lợp, vừa thơm vừa mốc, quyện với mùi thuốc sát trùng nồng nồng khó thở. Tất cả đã đổi thay như trải qua một dĩ vãng tàn phá ghê rợn. Có những mổ đời trong cuộc sống hòa bình đã thách thức con người phải trả giá gấp trăm lần trong chiến tranh. Anh bạn tôi đang lao vào sự thử thách ấy mà anh không thể biết. Trí khôn anh đã mất rồi. Vầng trán thông minh ngày xưa của anh vẫn còn như đang lơ láo nhìn tôi. Mắt anh bỗng mở trừng trừng, môi anh chu ra nhìn mọi người một cách dè bỉu, khinh bỉ. Tiếp theo là một tiếng cười khô khốc, nức nở như từ đường nẻ của đất hạn vọng lên rồi tắt hẳn. Anh ngủ dễ dàng như trẻ thơ sau khi đọc truyện thần thoại. Tôi nghĩ rằng mình cũng sắp sửa lên một cơn điên trong buồng ngực, cơn điên của một người còn đầy đủ trí khôn.
tôi đến đây để tìm người bạn có đôi mắt sắc sảo đáng yêu, có một tâm hồn mà nguồn vui tưởng như vô địch. Tôi đã từng nghĩ lúc gặp nhau, tha hồ chuyện miền Nam, chuyện lá dừa, đọt sắn, chuyện vợ con, bè bạn. Tôi sẽ giơ vai cho anh coi vết sẹo anh cắn ngày trước, và lúc đi thế nào cũng được anh tặng thêm vết nữa cho cân đối. Tất cả bây giờ đều ngược lại. Tiếng một người con gái làm tôi giật mình. Anh cũng là người miền Nam đấy à? Mải nhìn bạn tôi không thấy chị y tá đã về phòng thường trực từ lúc nào. Bên cạnh tôi khuất trong bóng tối còn một người con gái nữa. Chị nói tiếp, rõ ràng, giọng miền Bắc âm ấm, nhẹ nhẹ. Lắm lúc anh Hải lên cơn, mặt tái xanh, húc đầu vào cửa ầm ầm. Người ngày càng sọp đi. Thấy anh ấy bỏ cơm bỏ cháo, tôi chẳng lòng nào mà nuốt được. Chị là y tá ở đây à? Không, tôi là hộ lý, là công vụ. Chị được phân công giúp Hải. Vâng. Chị soi đèn mở chiếc vòng sắt dưới chân Hải. Ánh sáng thu gọn vào đôi mắt thì đúng hơn. Đôi mắt long lanh, ươn ướt, hình như vừa có ngấn nước. Trên gò má cao cao, nó càng sâu thăm thẳm như đọng ở đấy nhiều đêm nghĩ ngợi. Tóc chị xõa xuống lấp nửa vầng trán. Tôi nhìn thấy rõ một vết sẹo dài nằm ngang thái dương. Mái tóc chị càng làm tôi ngạc nhiên, chưa che hết gáy. Chị cử động nhanh nhẹn, hơi thở mạnh từng giây đứt đoạn, mệt mỏi. Tất cả đã nói với tôi một con người chịu đựng và đang buồn. Thấy tôi nhìn, chị khẽ khép tà áo, đứt chiếc cúc ở dưới lại. Tôi biết ý quay đi, hiểu thêm một sự chín chắn nữa trong con người chị. Trong lúc lên cơn vừa rồi, 5-6 người giữ cũng không được, mấy người bị toạc cả áo. Nói xong chị hộ lý lại nhìn Hải, tay quạt cho anh đều đều như đã thành một thói quen. Thấy Hải ngủ say sưa, chị thở một hơi dài, cái thở dài nhẹ nhõm của một người đàn bà vừa qua một thử thách. Tôi hỏi, chị ở đây suốt ngày suốt đêm à? Vâng, được bao lâu rồi chị? 5 tháng. Chị có biết tại sao Hải bị điên không? Tự nhiên tôi thấy hai mắt chị cùng với ngọn đèn nhìn tôi như soi mói. Một lúc lâu, chị sẽ quay đi, lắc đầu. Từ lúc ấy, chị không nói gì nữa cho tới lúc tôi rời khỏi quân y viện. Lần ấy là lần thứ nhất tôi gặp Hải từ ngày ra Bắc. Cũng từ đêm ấy, tôi giữ mãi hình ảnh một người điên và một người con gái lạ lùng trong đầu. Khi một gã con trai vì một sự xúc động quá mạnh nào đó phải để rơi vài giọt nước mắt, thì lập tức sau đó gã sẽ tìm thấy ngay ở mình một sự hèn yếu. Lòng tự ái sẽ làm cho mắt gã nảy những tia uất ức, gã sẽ lao vào cuộc sống phá cho tan những gì làm cho gã thành kẻ yếu hèn. Có lẽ cũng vì thế mà trên trán những gã con trai cứ ngày càng cứng cỏi, dày dặn hơn, bình tĩnh và trầm lặng hơn, để đến một ngày nào đó không một cái gì có thể làm hoen ố được mắt gã nữa. Lần thứ hai tôi gặp Hải trong câu chuyện ấy. Tôi trở lại quân y viện vào một sáng mùa đông chớm nắng, không lạnh lắm. Sau 10 tháng điều trị, Hải đã khỏi. Anh sắp trở về đơn vị. Chúng tôi ngồi trên đống đá cạnh bờ sông. Hải hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Còn mấy điếu cuối cùng tôi đưa cho anh cả. Hải nói, bây giờ tôi nghiện thuốc thực sự rồi anh ạ. Chỉ có những lúc quá buồn hay quá vui, người ta mới sinh ra hút thuốc. Trên đời này mấy ai bỗng dưng quen với thuốc lá bao giờ? Tôi hiểu. Ngay lúc mới gặp, tôi đã thấy cái bắt tay, tiếng cười, giọng nói của anh khác ngày tập kết nhiều lắm. Người anh có nhiều thay đổi, duy đôi mắt quầng đen lồ lộ là rõ nét nhất. Hải nói tiếp, bây giờ cũng chẳng giấu anh làm gì. Rồi thì anh sẽ hiểu tại sao tôi không nói với anh trong mấy năm qua. Đằng nào vợ tôi cũng không còn nữa. Anh là người thứ hai sẽ nghe chuyện đời tôi. Người thứ nhất là nữ hộ lý anh đã gặp mấy tháng trước. Đó là việc tình cờ.
Thế tôi hơi ngạc nhiên, Hải tiếp. Những người điên không hợp với sự săn sóc khô khan cứng cỏi của đàn ông. Bệnh họ chỉ hợp với bàn tay người đàn bà. Do đó, chị ta được phân công phục vụ tôi. Tôi không rõ chị ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết chị cũng đã đáng tuổi phải lấy chồng. Chẳng bao giờ tôi được nghe chuyện đời riêng chị ta, mặc dù chị ta lại hay hỏi chuyện riêng của tôi tỉ mỉ. Lúc đầu bệnh nhẹ cả tuần lễ, tôi mới lên cơn một lần. Những chiều tỉnh táo, chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Tôi biết chị ta hỏi chuyện riêng để an ủi chữa bệnh cho tôi. Nhưng đã hỏi thì tôi cứ nói. Tôi cũng không hiểu chuyện mình có thành một tiếng động đánh thức một nỗi gì trong lòng chị. Tôi thấy nét mặt chị có nhiều biến đổi. Khi những biến đổi ấy dằn vặt đến lúc không tự chủ được nữa, chị sắp nói đời riêng với tôi thì tôi bệnh nặng. Câu chuyện bị cắt đứt từ đấy. Khi khỏi bệnh, tôi không thấy chị đâu nữa. Người ta bảo chị đã đổi đi một quân y viện nào xa lắm. Hải nhìn vào mắt tôi như đắn đo gửi gắm một điều gì. Rồi tiếp. Bây giờ anh có thể nghe chuyện riêng của tôi như tôi đã từng kể với chị ta. Từng đoạn anh sẽ hiểu thêm về người hộ lý ấy. Năm anh xuống miền Tây công tác, chúng mình chia tay tại Vàm Cỏ Đông. Anh còn nhớ đấy. Chính dòng sông ấy sau này tôi đã gặp vợ tôi. Một người con gái không đẹp lắm, không gan dạ như những cô du kích khác, nhưng tôi xin bảo đảm là ngoan ngoãn và yêu chồng. Tất nhiên trước khi gặp tôi, cô đã quen nhiều người. Tại sao chúng tôi thành vợ chồng, đó là một việc khác. Cô làm liên lạc với huyện trong vùng địch hậu. Cứ cách vài đêm tôi lại ra chỗ hẹn, gặp cô để lấy gạo, tiền, giấy tờ và nhận thêm một ít nụ cười. Cái cười nửa miệng chỉ mờ mờ trong ánh trăng, không dám thành tiếng vì đồn giặc bên cạnh, nhưng nó gắn chặt mãi vào mắt tôi. Mỗi lần chia tay, cô ta đều ghé sát tai tôi, nói nhỏ. Em chào hết mấy anh ở nhà nha. Mái tóc lòa xòa của cô cọ vào má tôi ngơ ngứa. Tiếng hết kéo dài một cách nhũng nhẽo dễ thương, phả một hơi nóng trên má tôi và dần dần chạy khắp cơ thể. Sau này nói chuyện về đàn bà, anh thấy tôi hay xoa tay lên má là do đấy. Không hiểu sao, chỉ một hơi thở nhẹ mà đàn bà họ cũng chinh phục ngay được những thằng con trai mình. Thế rồi, chúng tôi yêu nhau. Suốt một năm trời, tôi chỉ được ngắm khuôn mặt và nụ cười người yêu qua bóng trăng, nói chuyện bằng chữ nhiều hơn bằng lời. Bóng đêm lúc ấy đối với tôi là chiến thắng và hạnh phúc. Dắt nhau về vùng căn cứ làm lễ cưới xong, chúng tôi lại trở về địch hậu. Vợ tôi cất một quán nhỏ bán trà thuốc ở ven sông cách xa xóm để tiện đường liên lạc với tôi và trên huyện. Tuổi trẻ thà chưa biết vào yêu. Khi đã nếm phải mùi, lúc nào tôi cũng như người khát nước. Cuộc đời xin thú thật, nó thu gọn chỉ trong một người đàn bà. Chiến trường ngày càng găng, mấy tháng tôi mới mò mẫm về thăm được vài giờ rồi đi. Mỗi lần đi tôi lại mang theo ít đồ ăn cho anh em. Và không bao giờ quên cái hơi ấm ấm và cảm giác ngơ ngứa trên da mặt. À, hình như tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi khóc. Trước mặt tôi chỉ toàn là động viên, cười tươi như hoa, coi bộ cứng cỏi lắm. Nhưng nhìn trong mắt tôi biết cô còn để dành nước mắt. Lát nữa tôi đi, tha hồ úp mặt xuống giường. Những đau khổ trong lòng cũng như ngoài thể xác, chẳng bao giờ người đàn bà tốt nết lại dễ dàng thổ lộ với chồng, anh ạ. Đêm ấy, trên đường công tác trở về, tiện đường tôi được phép ghé nhà. Trời không mây nhưng sao cũng biến mất. Bóng tối lạnh lạnh vùng địch hậu không một ánh đèn, làm người không quen thấy rờn rợn. Tới nhà, tôi làm ám hiệu mấy lần, vợ tôi vẫn chưa ra mở cửa. Lúc ấy tôi không tin đã có chuyện xảy ra, cũng như trước đây tôi rất ít nghĩ đến. Tình yêu và tuổi trẻ đã làm tôi nhìn đời bằng cái thế bách chiến, bách thắng. Hai mắt mình chẳng còn một kẽ hở nào để lọt được vào
vài mất mát đau xót. Tôi yên chí gọi ám hiệu. Một lúc lâu lắm, cánh cửa khẽ hé ra, dè dặt. Một tiếng nói khẽ, hoảng hốt, ướt những nước mắt. Anh mới về. Vợ tôi hiện ra và khóc mùi. Tôi chỉ còn biết dương to mắt nhìn một việc mà mình cho là hết sức lạ. Qua bóng tối, nước mắt người đàn bà lần đầu tiên trở thành mũi dao nhọn cứa tim tôi. Tất nhiên tình thương đến với tôi trước nhất. Tôi ước ao chịu được thay cho vợ mình những đau khổ gì vậy. Hết phần 1. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 1 truyện ngắn Im lặng của nhà văn Nguyễn Thi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.